Và đưa bóng lên hỏng, cơ hội dành cho các thủ Vĩnh Long. Cần phải tránh những kiểu lên bóng như vừa rồi. Rất bay cho các thủ Lucky. Đó là một tình huống mà cầu thủ bên phía Vĩnh Lộc đã dứt điểm bóng vừa xa. Thủ thành Minh Báo ở trong pha bóng vừa rồi đã không thực hiện đường chuyền dài lên phía trên, mà anh lại có pha chuyền bóng mở tầm ngắn. Suýt chút nữa anh đập hậu vệ Phúc. Hợp lý. Nhưng pha xoay sở rất đây, Thành Lukaku lại lỗi việt vị của Thành Lukaku. Hai pha tấn công nguy hiểm liên tiếp của các cầu thủ Vĩnh Lộc đều bị bắt lỗi việt vị. Và tất nhiên đều đến từ vị trí số 9. Số 99 Cao Văn Lộc. Đạt Ma. Đánh đâu? Hoàn toàn không có dấu hiệu nào của trọng tài phất cờ báo lỗi việt vị cả. Tuy nhiên thì đó lại là một tình huống mà Eric Thành đã đánh đầu đập mặt sân và vượt xa ngang. Thậm chí là có đến hai cầu thủ của Lucky băng vào. Vị trí là rất xa về phía ngoài của đối phương, tuy nhiên các thủ của Vĩnh Lộc họ đang thực hiện ngay một cú đá thẳng. Và đó là tình huống có phần may mắn cao và cũng là một cú đá rất tốt. Một cú đá thẳng và bóng chạm vào xà ngang vô tình lại bật ra đúng vị trí lưng của Thu Anh Minh Báo. Cú đá của Thu Anh Tân Heo mang về bàn thắng mở tỷ số một cách rất bất ngờ. 1-0 dành cho các lão tướng Vĩnh Lộc. Khi mà cậu Lisa mà tôi vừa nhắc đến có cảm giác như sẽ là một tình huống phối hợp nhiều hơn. Tỷ số 10 của Vĩnh Lộc lại xử lý quá tốt. Đạt Ba. Xoay sở tốt, Đạt Ba. Cú dứt điểm. Bóng khá khó chịu dành cho số 6 của Lucky cánh phải. Đáng tiếc là cú dứt điểm vừa rồi bóng đi góc xa và chạy sang ngoài. Với hệ thống vận hành mà ở trên hàng tấn công và hàng tiền vệ của các cầu thủ bên phía ở Vĩnh Lộc, bố trí số lượng rất đông. Cứ đẹp trai. Một nỗ lực xoay người và dứt điểm từ xa khá khó chịu của số 9. Những phút trước thì anh đá vai trò ở cánh trái và bây giờ là ra phải. Và Tân Heo đang là một trong những vị trí nổi bật cho vị trí tiền vệ. Và bóng dứt điểm từ xa nữa của số 10. Minh Báo đã phải khá vất vả để bóng vừa xa. Các thủ Lucky có lẽ sẽ phải có sự thay đổi người. Nơi được tăng cường sẽ là vị trí hậu vệ phải. Cầm khoảng hậu vệ Phúc. Quả người tốt chia ra đường chuyền. Hai Thành Lukaku tiếp tục là lỗi việt vị. Số 9 thoát xuống và bị bắt lỗi việt vị khá nhiều cho những đợt tấn công của các thủ Vĩnh Lộc. Rất nhiều thời gian ở trong hiệp đấu này. Cháy mà không phải là đá trung phong một cách cố định. Tân Heo hãy cẩn trọng. Chân trái kia không vào. Bóng vừa xa.
Cú đá chân trái uy lực của số 10 bên phía Vĩnh Lộc. Đây cũng là tác giả của bàn thắng duy nhất cho đến lúc này của trận đấu, đến từ một tình huống đá phạt trước đó ở một cự ly rất xa. Nhưng thực tế đó là một tình huống có phần may mắn khi bóng bật sang. Sửa bóng quá cao của Tân Hào. Như vậy là hai tình huống đá phạt liên tiếp trong những thời điểm gần đây của các thủ Vĩnh Lộc đều là những cú đá quá cao. Đã bị phá ra. Tân Hào pha phản công nhanh dành cho các thủ Vĩnh Lộc. Đấy rồi, Vũ Ca pha bằng tốc dành cho cầu thủ Ba Chéo số 7, Vũ Ca. Cũng là một trạng thái ghi bàn giống như cách mà Tân Hào đã mở tỷ số trận đấu này. Một tình huống mà bóng bật ra và vô tình lại bay thẳng vào lưới thủ môn của cao thủ Lực Kỳ. Một ngày thi đấu khá kém may mắn. Rất đáng tiếc, tình huống trước đó ở trong hiệp 1 là bóng trúng lưng. Và vừa rồi thì có vẻ như là bóng trúng vào một đầu đội khác lùi về để hỗ trợ cho Minh Báu. Bóng mặc dù là ở phía ngoài khung thành nhưng tình huống bật vừa rồi lại được. Nhưng để làm điều đó với các thủ áo vàng cam trong hẻo này là một việc làm cho đến rất khó khăn. Pha cho khé tốt. Lần này thì Phong Gia không lỗi việt vị. Ở phía trong là Vũ Ca. Vũ Ca qua người đối mặt rồi, Vũ Ca không vào. Cú dứt điểm quá yên của số 7 Vũ Ca. Thủ thành Minh Báu. Chúng ta đã theo dõi lại tình huống di chuyển của Vũ Ca để đón nhận đường chuyền trả lại của Phong Gia vào trung lộ. Nhưng cú dứt điểm của anh sau đó lại đường chuyền mở cánh không thành. Vũ Ca được xoài dần rất tự tin của số 7. Xem tình huống này như thế nào, Vũ Ca rất nhiều khoảng trống chân trái. 3-0 dành cho cao thủ Vĩnh Lộc. Khi mà sự nhịp nhàng đến là bàn thắng là điều không thể tránh dành cho những bàn thua không thể tránh của các thủ Lucky. Và người vừa ghi bàn vừa rồi đến là tỷ số lên 3-0 là tiền đạo số 11 Phong Gia. Và kiến tạo là của Vũ Ca. Mọi thứ đang diễn ra và với thế trận kiểu như thế này thì rất khó có ít nhất một trận đấu hòa cho thủ Lucky nếu như không thay đổi. Như đã nói thì ở trong có những trận đấu mà họ có đội hình đá tốt và trở nên lấn lướt hơn, nhưng có những trận đấu mà cũng có những lực lượng mỏng kiểu như thế này. Rất đông các cầu thủ bên phía Vĩnh Lộc và rất thoải mái dành cho Vũ Ca. Tỷ số đang lên là 4-0. Những vấn đề về hệ thống phòng ngự của Lucky vẫn chưa được cải thiện. Thậm chí pha bóng này có đến 3 cầu thủ áo xanh đứng cùng một cánh. Cú dứt điểm rất lạnh lùng của cầu thủ Ma Chéo số 7. Đã có tình huống nhấp chân hơi cao. Cường cười. Và đó cũng là tình huống đáng chú ý cuối cùng của trận đấu giữa Lucky và Vĩnh Lộc trong buổi chiều ngày hôm nay tại sân vận động Vĩnh Lộc B. Tỷ số chung cuộc giành chiến thắng 4-0 cho cao thủ Vĩnh Lộc. Cảm ơn hai đội bóng mà đến trận đấu này và cảm ơn quý vị khán giả quan tâm theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau ở khung giờ 18 giờ. Còn bây giờ tôi là Nhân, thân ái chào tạm biệt.